Sư con có coi bài giảng này của sư Khánh Hỷ ở phút 25, phút 50 giây có nói là trong khi mình giữ giới, trong khi hành thiền đó mình tạo được những phước lành mà phước lành đó mình hưởng ngay trong hiện tại này. Những phước lành mình hưởng trong hiện tại này rồi nó có thể dành cho những kiếp sau. Thì những người nào mà trong kinh có nói là mình đã gặp Phật Pháp bây giờ rồi, từ bây giờ cho đến thời kỳ Đức Phật Di Lặc chắc chắn mình sẽ giác ngộ đạo quả. Thưa sư cho con hỏi phần mà sư Khánh Hỷ giảng có nói đến trong kinh là kinh nào? Dạ mong sư chỉ dạy thêm cho con. Thưa quý vị đó, cái chuyện mà Ngài Khánh Hỷ đề cập đến là có căn cứ chứ không phải là không có căn cứ. Cái căn cứ ở đây á, là căn cứ ở trưởng lão kệ, tức là trưởng lão tăng kệ cũng như trưởng lão ni kệ. Thì các vị trưởng lão khi mà chứng đắc đạo quả thì rất nhiều những vị trưởng lão cả tăng lẫn ni đều có nhắc đến là nhờ vào thời quá khứ được gieo duyên Phật Pháp, có thể là cúng dường đến Đức Thế Tôn, hoặc có thể là đảnh lễ nơi Đức Thế Tôn, hoặc những thứ đại loại như vậy. Và nhờ như vậy đó được sanh về cõi người, cõi trời luân hồi cho đến thời Đức Phật hiện tại, xuất gia và chứng đắc được đạo quả. Có những trường hợp đó là có chứ không phải không có. Tuy nhiên trong cái bộ môn gọi là xác suất thống kê nó có một cái mà mình nên tránh, đó là cái sự lấy mẫu không có khách quan. Tại vì cái mẫu mà chúng ta đang lấy ở đây là mẫu ở trong trưởng lão kệ, thì các vị đó đều là những vị ở đời quá khứ đã gieo duyên nên Đức Thế Tôn và sau này chứng đắc đạo quả. Nhưng mà như vậy thì mình lại sót những cái mẫu mà có gieo duyên với Đức Thế Tôn nhưng mà không chứng đắc đạo quả, bởi vì những trường hợp đó không được kể ra trong kinh. Thì như vậy là cái sự lấy mẫu của mình đó, nó bị sót. Cho nên quý vị nên hiểu là không phải ai cũng vậy. Thành ra là sư không khuyên là mình có sự tự tin, là mình có tu thiền, mình có làm phước, mình có học giáo lý, mình có gieo duyên đối với Tam Bảo là coi như mình yên chí lớn, thì sư không khuyên như vậy. Mà sư vẫn khuyên mình vẫn phải ráng nỗ lực thực hành. Chứ còn mà mình cái vấn đề là mình không biết là cái phước mình làm như vậy đã đủ hay là chưa, nó kẹt cái đó mình không biết. Nó giống như một người mà mua cái vé máy bay mà đi qua Mỹ thì họ để dành tiền, nó dư nó thừa rồi thì họ thừa sức họ mua cái nhưng mà bây giờ mình cũng để tiền, nhưng mà bây giờ cái tiền nằm trong cái ống heo á, mình không biết là cái tiền trong ống heo đó nó có đủ hay là chưa, thì tốt nhất là cái gì, cứ tiếp tục nhét tiền vô ống heo, đủ rồi thì quá tốt, nhưng chưa đủ thì nhét vô cho đủ. Chứ còn mình mới bỏ vô trỏng có vài ngàn đồng mà mình tự tin là mình đắc chí là rồi mình đã đủ tiền rồi, tới hồi mà mình cần đi mình đập con heo đất ra mình chưng hửng ngang nha. Thì cũng y chang vậy đó. Những cái vị mà đã làm phước nó đầy đủ ba la mật rồi, đủ cái duyên gặp Đức Thế Tôn đầy đủ xong hết rồi, thì các vị đó gặp Thế Tôn đời vị lai rồi chứng đắc yên chí lớn rồi. Còn mình có khi mình cái phước chưa đủ mà mình yên chí lớn là sư cảnh báo trước nghe. Mà bây giờ ba la mật ai biết ai đủ ai thiếu, cho nên tốt nhất là tiếp tục vun bồi, thừa không có chết, thiếu mới chết nha. Không biết vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Dạ, thưa Đức, thưa quý vị, riêng về những câu hỏi mà quý vị trích dẫn của các vị này vị kia, nào thú thật, cái này riêng bản thân sư đó nha. Đức hạnh tại thật sự cũng khâm phục Đức hạnh tại, khi mà Đức hạnh tại có công sức á,
công sức mà đi truy tìm, có nghĩa là tìm ở trong kinh tạng á, cái cụ thể là trong kinh nào, trong bộ nào á, phù hợp nhất, phù hợp với cái tinh thần này, cũng rất tán thán Đức Thành Tuệ. Riêng bản thân thơ sư á, những câu hỏi này không riêng cái mô típ câu hỏi như vậy nè, và những cái câu hỏi tương tự như vậy nè, sư rất ngại trả lời thưa quý vị, tại vì những cái chích chích dẫn của quý vị á, ví dụ của thiền sư này không, của thiền sư kia, của vị này vị nọ, vị trưởng lão này, vị trưởng lão nọ, rồi quý vị hỏi là cụ thể trong chỗ nào, chỗ nào, sư rất ngại trả lời. Thì sư, nếu mà mấy vị hỏi về hỏi sư thì sư chỉ có nói là nếu vị để biết chính xác, chính xác thì vị phải hỏi chính xác cái vị đó thôi. Hỏi vị đó thì vô hỏi sư Khánh Hỷ đó, hỏi ngài cụ thể là trong kinh nào, và thì là hay là trong tinh thần nào ngài giảng giải thêm. Theo sư như vậy đó là trả lời của sư đi nha. Cho nên là những cái tiếp câu hỏi này, cho nên là sư rất là ái ngại khi trả lời, cũng vì cũng hoan hỷ cho sư. Cũng xin kết thúc câu trả lời. Và như vậy thì chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.